Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe đua XDS RX 300. Đấy, một thương hiệu xe mà với những cái bác mà chơi xe lâu năm thì quá quen thuộc về thương hiệu. Mang những cái chiếc xe cấu hình cao và những cái khung viền nó chắc chắn. Và giá cả của những cái chiếc xe hãng này nó rất là hợp lý. Như chiếc xe em đang giới thiệu trên màn hình của các bác là 9 triệu rưỡi mà đã được một bộ group Simarosura đấy, vành cao bản. Em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Phần khung của chiếc xe là toàn bộ là từ nhôm, nhôm siêu nhẹ với những cái đường cắt, kế với những cái đường cắt rất là thể thao, cộng với cả cái tông phối màu đỏ đen làm chiếc xe nó rất là kiểu sport, rất là thể thao. Thiết kế phun khí động học để cản gió, để di chuyển trên đường nó được tốc độ nhanh hơn. Cọc yên là carbon của Ford và tăng đấy, cũng là carbon. Trang bị một bộ bánh cao bản rất là dày, giúp tăng cái độ đẹp, cái độ bắt mắt của chiếc xe lên. Được trang bị bộ group Shimano Sora rất là cao cấp, tất cả đồ đều là Shimano Sora. Bộ tay lắp cũng là của Shimano hết. 9 triệu rưỡi các bác được một chiếc xe nó rất là ngon đến thế. Thì làm sẽ đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Giá em đã để ở đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký. Chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cục cốt là 50 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Về phần chuyển động thì chiếc xe được trang bị bộ líp 8 tầng cùng với cả 2 tầng đĩa cho 16 tốc độ chuyển động rất là mượt mà. Nơi đi vòng phối lỗ. Hiện giá bán của chiếc xe em nói ngay từ đầu video là 9 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Và ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả lời nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và video kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.